ありがとうございます。私は NCGM の ICU の岡本と申します。今日はバップに関するお話というのは、ちょうど3年前、2019年の3月にこちらの、バップ前病院を訪れて、レクチャーを行いましたが、今回はもうその話ではなくて、それをですね、そのバップバンドルの取り組みが、うまく行われているかどうかを評価し、実行する組織として、バップサポートチームというものを作ったらどうかというふうな提案をしたんですけれども、そのバップサポートチームと、NCGM におけるバップサポートチームに似たもので、RST、レスピラトリーケアサポートチームというのがあるんですけど、その内容について紹介してほしいと、孫先生から要請を受けましたので、今日は VST と RST についてお話をさせていただきたいと思います。Vâng ạ, xin chào toàn thể các anh chị đang tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tại hội trường của trung tâm ICU cũng như là các anh chị tham gia online. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Okamoto. Hiện nay tôi đang là trưởng khoa ICU của trưởng đơn vị ICU của Trung tâm Quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu Nhật Bản, gọi tắt là NCGM. Năm 2017 thì bên chỗ NCGM của chúng tôi cũng đã bắt đầu phối hợp với bên phía Bệnh viện Bạch Mai để triển khai các hoạt động, trong đó liên quan tới hoạt động hỗ trợ để giảm cái tỷ lệ viêm phổi liên quan tới thở máy hay còn gọi tắt là VAP. Thì chúng tôi cũng triển khai từ năm 2017 đến năm 2019. Lần cuối cùng chúng tôi sang đây trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 là tháng 12 năm 2019. Tháng 3 năm 2019 thì chúng tôi cũng đã có một số những cái bài giảng liên quan tới vận hành và tức là cách thức sử dụng cái gói VAP 10 giải pháp, cũng như là đưa ra cái đề xuất là một nhóm hỗ trợ để tăng cường các hoạt động liên quan tới dự phòng viêm phổi liên quan đến sự thở máy VAP ạ. Và cái nhóm này thì được gọi tắt là VST, tức là VAP Support Team ạ. Thì chúng tôi cũng có đưa ra cái kiến đề xuất, tuy nhiên thì sau đó do ảnh hưởng của dịch COVID thì cũng không biết là bên phía bệnh viện chắc là cũng chưa có cái giai đoạn nào để có thể triển khai được cái đề xuất này. Trong cái bài giảng ngày hôm nay thì theo như cái đề xuất của trao đổi với lại bác sĩ Sơn, giám đốc trung tâm hồi sức, thì chúng tôi cũng tôi có giới thiệu thêm một phần nữa là phần liên quan, ngoài cái hoạt động về VAP ra thì tôi còn giới thiệu thêm một phần nữa là liên quan tới cái nhóm gọi là nhóm hỗ trợ chăm sóc hô hấp, ở bên Nhật gọi tắt là RST ạ. Cái nhóm này là nhóm mà sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân liên quan tới thở máy trong bệnh viện, và đây là cái mô hình mà nó cũng có thể là gần giống với lại cái mô hình VST mà tôi sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn. で、まずこのバップサポートチーム、バップサポートチームを、結成しましょう。で、結成することによって、バップ対策に対して取り組んでいく。しかも、このバップの撲滅という目標に向かって、病院一丸となって取り組むことを目的とした、組織がこの VST になります。で、VST は医師、看護師、理学療法士などから構成される多職種チームということです。Vâng, ở đây thì tôi xin phép được giới thiệu qua một chút về cái đề xuất của chúng tôi liên quan tới nhóm dự phòng VAP. Với cái nhóm dự phòng VAP này thì bởi vì là về cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy, tức là VAP ấy, ở các đơn vị hồi sức thì rất là cao. Chính vì vậy thì chúng tôi có đề xuất là các đơn vị nên thành lập một cái nhóm gọi là nhóm viết tắt là nhóm VST, tức là VAP Prevention Team ạ. Trong đó thì cái mục tiêu cuối cùng là có thể giảm cũng như hoặc là loại trừ viêm phổi liên quan tới thở máy. Trong đó thì cái thành phần tham gia của cái nhóm VST này sẽ là bác sĩ điều dưỡng và kỹ thuật viên ạ. で、大事なことは、このバップサポートチーム VST には、病院の方からある程度の権力、権限を、移譲していただいて、すべての ICU、すべての病棟、すべての診療科に横断的な効力を発揮するチームでなければなりません。Vâng, và bản thân cái nhóm VST này thì cũng họ cũng sẽ được có thể là được lãnh đạo bệnh viện hoặc là được bên phía bệnh viện phân cho một số những cái quyền hạn nhất định để họ có thể tham gia vào các hoạt động về dự phòng cũng như là đưa ra các hoạt động nhằm cải thiện cái tình trạng nhằm cải thiện cái tỷ lệ VAP ạ. で、このバップサポートチームは、このような多職種から構成されて、バップバンドルの遵守状況の評価、それから
バックバンドに関する教育、それからバックの発生率とか診断とかそういうバックのサーベイランス、このようなことをするのが、仕事になります。Vâng, và thành phần của, tức là vai trò của cái nhóm VSD này thì với các thành phần là bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thì họ sẽ tham gia vào các hoạt động là các hoạt động liên quan tới đảm bảo cái tỷ lệ, đảm bảo cái hoạt động về tuân thủ cái gói VAP. Thứ hai nữa là họ sẽ triển khai các hoạt động liên quan tới đào tạo về cái gói gói VAP. Và thứ ba là họ sẽ triển khai các hoạt động liên quan tới dự phòng, liên quan tới giám sát ạ. で、今、医師、看護師、理学療法士といいますが、その VST に関わるこれらの職種にはそれぞれ、役割が与えられております。で、医師の仕事は、例えば鎮静が過鎮静にならないように、まあ、鎮静薬を減量したり、まあ、そういった適切な鎮静薬の使用するができているかというのが医師の仕事です。それからウィーニングと SBT 早期抜管が、できるように指導する。これが VST における医師の役割になります。Vâng, và thành phần của cái nhóm VSD này với các thành phần tham gia là bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thì ở đây bác sĩ sẽ có vai trò liên quan tới việc là giảm liều an thần khi kết hợp với giảm đau. Hoặc là liên quan tới các hoạt động về cai thở máy và thực hiện SPT cũng như là rút ống sớm. Điều dưỡng thì có nhiệm vụ là thực hiện các hoạt động liên quan tới chăm sóc cũng như là đánh giá. Để, 次、看護師の役割というのはすごくこう多岐にわたりまして、およそ10項目ほぼほぼすべて看護マターになっているんですけど、まあ、その10項目ほぼほぼすべてについて、適切にされているかどうかというのを、まあ、指導観察して指導するということになります。具体的には手指衛生が、うまくできているか、まあ、それから、その患者さんがいるお部屋の環境ですね、口腔ケア用の物品とか、まあ、あの挿管チューブの周りの器具とか、そういったものがきれいに整備されているか、キャッチアウトがしっかりできているか、ポジショニングがしっかりできているか、まあ、あのバンドルの項目、ほぼほぼすべてにわたって適切に行われているかというのを観察し、指導するのが看護師の役割です。Vâng, và vai trò của điều dưỡng ở đây thì là điều dưỡng sẽ là người mà thực hiện các quy trình liên quan tới chăm sóc. Gói VAP hiện nay, tức là gói dự phòng liên quan tới thở máy hiện nay ở Bệnh viện Bạch Mai thì bao gồm 10 giải pháp khác nhau. Trong đó thì các quy trình này sẽ liên quan tới điều dưỡng rất là nhiều. Ví dụ như là điều dưỡng có thể là đánh giá RAS và điều chỉnh thuốc an thần, cũng như là cắt an thần thực hiện theo cái chỉ định của bác sĩ hoặc là cho bệnh nhân rời giường sớm. Và thực hiện các hoạt động liên quan tới can thiệp, trong đó thì phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh tay hoặc là nâng cao đầu giường cho bệnh nhân trên 30 độ hoặc thay đổi tư thế cũng như là chăm sóc răng miệng. 最後に理学療法士さんですけれども、バンドルの最後の項目が早期離床、ここの9番目の項目が早期離床リハビリテーションということになってますが、まああのまあ、相関されるとなかなか難しいんですけれども、背面解放してできればこうギャッチアップをして、まあ、短剤を目指すとかそういう理想ですね、まあ、それに関して理学療法士さんが介入して、指導をすると、あるいは理想まで至らなくても、ギャッチアップするときに、頭行つないようにポジショニングというのが必要になってきますが、そのポジショニングに関する指導を行うというのが理学療法士さんになります。とても重要な役割です。Vâng, và còn một thành viên nữa tham gia vào cái nhóm này chính là kỹ thuật viên vật lý trị liệu ạ. Ở đây thì 10 cái giải pháp của gói pháp, trong đó có một cái giải pháp thứ 9, đấy là liên quan tới vấn đề rời giường sớm. Vấn đề rời giường sớm ở đây thì nếu như có sự tham gia của kỹ thuật viên vật lý trị liệu thì lúc bây giờ họ có thể hỗ trợ cùng với điều dưỡng để cho bệnh nhân ví dụ như là thay đổi tư thế hoặc là cho bệnh nhân ngồi tư thế là ngồi mép giường ấy ạ.
Hoặc là cho bệnh nhân chuyển di chuyển bệnh nhân sang sang ghế hoặc là sang xe lăn chẳng hạn, thì đây là những cái vận động mà sẽ cần phải có sự hỗ trợ của kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Có những trường hợp là chỉ nâng cao đầu giường khoảng lên trên 70 độ thì những trường hợp đấy có thể thay đổi tư thế cho bệnh nhân bằng cách là cho bệnh nhân hở lưng hoặc là ngồi gọi là lưng không tựa vào giường, thì đấy là những cái giải pháp mà để cho bệnh nhân có thể rời giường sớm được, nhằm cái mục đích cuối cùng là rút ống sớm cho bệnh nhân ạ. でこれはあのこちらバス前病院のジェネラル ICU におけるところの、まあ、コアメンバーですね、バースローをやっていく中心的なメンバー、多分この部屋だと思うんですけど、この部屋で撮られた写真だと思うんですけど、まあ、そのコアメンバーに対して、それをサポートする他のメンバーとして、今言った、理学療法士ですね、理学療法士さん、それから、場合によってあの病院の ICT ですね、感染対策チームの人にも入ってもらって、何分機械を使う人工呼吸器の機械を扱うところなので、こういうメディカルエンジニアの人にも入ってもらって、で、あの10項目のうち非常に大切なのが口腔ケアになるので、僕らの病院では NCGM では歯科の先生にも入っていただいて、歯科医に入っていただいております。で、これが VST の、構成メンバーです。Vâng, đây là một cái đề xuất trước đây mà chúng tôi có đề xuất với bên phía bệnh viện Bạch Mai liên quan tới nhóm VST ạ. Ở đây thì cái ảnh này là ảnh mà khi mà chúng tôi chụp 3 năm trước tại khoa, hình như là cũng tại phòng này luôn. Tức là ở bên phía bệnh viện Bạch Mai thì khi mà bắt đầu triển khai cái gói VAP này tại bệnh viện thì có sự tham gia của bác sĩ, của điều dưỡng trưởng, của điều dưỡng tại khoa. Và chúng tôi có đề xuất là nếu như trong trường hợp mà bên phía bệnh viện thấy là cần thiết thì cái nhóm VST này có thể thêm cả kỹ thuật viên vật lý trị liệu, có thể thêm cả người của bên kiểm soát nhiễm khuẩn ở bên, hoặc là người của bên trang thiết bị y tế, bởi vì trong đó thì nó có cần những cái thiết bị hoặc là cần những vật tư mà nó liên quan tới chăm sóc bệnh nhân thì cũng cần phải có sự hỗ trợ của bên trang thiết bị y tế ạ. Ngoài ra thì bác sĩ Nha thì ở đây thì có thể là bên phía Việt Nam nó hơi khác so với Nhật Bản một chút, là bên chỗ chúng tôi thì có sự tham gia của nha sĩ luôn ạ, bởi vì liên quan tới một số bệnh nhân mà có đặt ống lâu ạ, thì cần phải có sự tham gia của bác sĩ nha khoa để họ khám hoặc là liên quan tới vấn đề chăm sóc răng miệng trong những trường hợp cần thiết ạ. Để, で、人工呼吸器を扱う病棟がいろいろあると思います。で、例えば一番有名なのはサージカル ICU になると思うんですけど、まあ、それから神経系の ICU ですとか、感染症病棟ですとか、救急とか、まあ、いろんな病棟で人工呼吸器を扱っていると思うんですが、まあ、その各病棟それぞれに、この、その病棟において、このバップバンドルを行っていく上で、まあ、その主導的立場になる看護師さんを一人決めていただいて、まあ、それをリンクナースとします。そのリンクナースとこのコアメンバーによってこの VST というのは構成されるということです。Vâng, hiện nay tại bệnh viện Mai thì không phải chỉ có một trung tâm hồi sức mà còn có rất là nhiều các đơn vị có khoa có phòng hồi sức. Ví dụ như là đơn vị hồi sức ngoại của khoa gây mê, hay là giường hồi sức của khoa cấp cứu, hay là của bên truyền nhiễm, hay là của bên nhi, hay là của bên nhi này, truyền nhiễm này, và có thể là có một số những cái đơn vị khác, ví dụ như là của trung tâm thần kinh ạ. Thế thì ở đây tất cả các khoa phòng này đều có, tất cả các đơn vị này đều có giường hồi sức, chính vì vậy mà cần phải có sự tham gia và sự phối hợp với các khoa phòng này. Chính vì vậy mà chúng tôi có đề xuất cái mô hình là mỗi một đơn vị đó họ có thể là cử điều dưỡng, gọi là điều dưỡng cầu nối để tham gia vào cái nhóm VSD này, thì có thể triển khai được các hoạt động trong toàn bệnh viện. で、これはあの VST の活動ですね。VST の活動で一番、メインになるのがこの VST のラウンドになります。で、VST のラウンドは、定期的に人工呼吸器を扱う病棟をこのメンバーで、ラウンドメンバーでもって、開始をします。例えば今日は、感染症病棟、今日はジェネラル ICU、今日はサージカル ICU という感じで、病棟を見て回ります。
Vâng, và cái hoạt động của nhóm PSD này, một trong những cái hoạt động rất là quan trọng đấy là nhóm này có thể đi buồng ạ. Đi buồng ở đây không phải là đi buồng ở một khoa nào đó mà có thể đi buồng ở tất cả các khoa có giường hồi sức. Có thể lựa chọn là trong tuần này sẽ đi khoa hồi sức, đơn vị hồi sức ngoại, tuần sau thì có thể là đi một đơn vị nào đấy. Mục đích của cái việc đi buồng này là để xem tình trạng tuân thủ cái gói VAP tại các đơn vị có bệnh nhân thở máy như thế nào. で、このラウンドするメンバーっていうのは、先ほど言ったコアメンバーと、あとはリンクナースになります。で、リンクナースは、毎週毎週、毎回毎回ローテーションします。で、年に何回か、このラウンドメンバーに加わることで、このコアメンバーの人から教育を受けることになりますね。Và khi mà đi buồng ấy thì những cái thành viên của cái nhóm, tức là thành viên chính của cái nhóm BSD này sẽ đi buồng cộng với lại có sự tham gia của điều dưỡng cầu nối, chính là điều dưỡng tại các đơn vị mà có giường hồi sức đó, họ sẽ tham gia vào. Và kể cả sau này là với các hoạt động đào tạo thì cũng có thể là có sự tham gia của những cái điều dưỡng là cầu nối tại các đơn vị. Với các điều dưỡng là cầu nối thì hoàn toàn có thể đề xuất cái mô hình là sẽ luân phiên ạ, tức là cho một người làm trong vòng thời gian khoảng một năm hoặc là với một cái thời hạn bao nhiêu lâu đó, để sau này mọi người có thể được đào tạo, tức là những anh chị mà tham gia vào hoạt động cầu nối này thì có thể được đào tạo. Để, この VST チームが、患者さんにのベッドサイドに行って、その患者さんを受け持っている担当看護師に対して、いろんな指導をするわけなんですが、その指導された内容を、病棟内のスタッフに周知させる、広める、伝達する、その仕事がリンクナースの仕事になります。Vâng, và nhiệm vụ của các chị điều dưỡng cầu nối này là sẽ sau khi mà tham gia các hoạt động đi buồng cùng với cái nhóm BST thì sẽ truyền đạt lại thông tin cho điều dưỡng tại khoa, cũng như là các anh chị sau khi mà tham gia các hoạt động đào tạo dành cho điều dưỡng cầu nối rồi thì họ sẽ quay trở về và đào tạo lại cho các thành viên khác trong khoa. でここからは、NCGM における、まあ、VST に相当するところの、呼吸ケアサポートチーム RST についてお話をしたいと思います。Vâng, trong các slide tiếp theo thì tôi xin trình bày về một cái mô hình mà tại hiện nay tại Nhật Bản đang áp dụng, đấy là mô hình nhóm hỗ trợ chăm sóc hô hấp ạ, hay còn gọi tắt là nhóm hoạt động của nhóm RST ạ. でやはり日本においてもその多職種連携医療というのが重視されるようになりまして、まあ、人工呼吸管理を安全に行うことを目的として RST というのをまあ作りましょうということで NCGM ではちょうど10年前の2012年から、結成して活動を開始しております。Vâng, đầu tiên thì tôi xin giới thiệu về cái bối cảnh ra đời của cái nhóm RST này, nhóm AST này. Tức là tại Nhật Bản thì cùng với sự thay đổi của mô hình chăm sóc, tức là sẽ chuyển từ chăm sóc đơn lẻ sang chăm sóc theo nhóm, tức là nhóm đa ngành, ở đây là nhóm đa ngành với rất nhiều chuyên khoa khác nhau. Thì khi đó Nhật Bản cũng đưa ra một cái mục tiêu, đấy là làm sao để có thể tăng cường, nâng cao hơn nữa cái mức độ an toàn trong quản lý bệnh nhân thở máy ạ. Với mục tiêu như vậy thì năm 2 tháng 11 năm 2012, NCGM bắt đầu đưa ra quyết định là thành lập một cái nhóm gọi là nhóm hỗ trợ chăm sóc, hay còn gọi tắt là nhóm R, nhóm AST ạ. で、NCGM においてはですね、この RST が対象としている患者さんは、一般病棟において人工呼吸器がついている患者さんを対象としております。一般病棟ですね。一般病棟。Vâng, các hoạt động của cái nhóm RST này thì nó bắt đầu từ các hoạt động là chăm sóc bệnh nhân thở máy tại các khoa thông thường ạ. で、それはどういうことかというと、まあ、手術室とかですね、外来とかいろんなところでこう相関をされて、まあ、その多くの患者は、ICU とか、サージカル ICU とか、まあ、ストローク ICU とかそういういわゆる集中治療病棟に入って人工呼吸管理を受けるわけですけれども、
Vâng, ở đây thì tại NCGM ấy thì nó có đầu tiên là giai đoạn đầu khi mà chúng tôi áp dụng cái nhóm, tức là triển khai các hoạt động của cái nhóm RST này là với mục đích là hỗ trợ cho những bệnh nhân mà hiện nay đang thở máy tại các khoa phòng thông thường, mục đích là để có thể tăng cường cũng như là cải thiện cái chất lượng chăm sóc của bệnh nhân thở máy tại các khoa này. Bởi vì là tại các đơn vị ấy, mà có bệnh nhân thở máy thì nó có bao gồm các bệnh nhân thuộc đơn vị là phòng mổ, các khoa bệnh thông thường cũng như là tại đơn vị cấp cứu thì đều có những bệnh nhân thở máy ạ. で、ユニットで送還されている患者は、多くのケース、ユニットで抜管したうちに、離脱抜管したうちに一般症に出るんですけれども、中には、抜管することが非常に難しくて、離脱抜管せずに一般病棟に出てくることもあります。Vâng, và với trường hợp mà bệnh nhân của bên NCGM ấy, thì thông thường là sau khi bệnh nhân đặt ống xong rồi, ở đây không phải là chèn ống cài đặt mà là đặt ống ạ, bệnh nhân đặt ống nội khí quản xong rồi ạ, xong sau đó thì thở máy một thời gian, nếu như mà tình trạng của bệnh nhân tốt thì sẽ là cai thở máy và chuyển bệnh nhân về các khoa bệnh thông thường, tức là sẽ chuyển từ các đơn vị điều trị bệnh nhân nặng sang khoa bệnh thông thường ạ. Để, このように一般病棟で送還されている患者さんの目的ですね。目的は人工呼吸器の離脱、そして転院退院を促進するということを、まあ、RST の目標としておりますが、まあ、その中でバックの発症予防、活性予防というのも RST の活動目標にしております。Vâng, tuy nhiên thì ở đây các anh chị thấy là có những ca mà chuyển về khoa bệnh thông thường là ca cũng đã cai thở máy rồi, nhưng có những khoa có những ca là mặc dù là chưa rút ống, tức là bệnh nhân vẫn đang còn thở máy, vẫn chuyển về khoa bệnh thông thường. Và những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà sau này về các khoa buồng bệnh thông thường, khoa bệnh thông thường này rồi, họ vẫn phải tiếp tục làm các hoạt động, ví dụ như là quản lý an toàn hoặc là cai thở máy cho bệnh nhân, xong sau đó thì mới rút ống phục hồi chức năng hô hấp. Và cuối cùng là cho bệnh nhân ra viện về nhà hoặc là chuyển viện ạ. で、RST を構成する多職種メンバーですけれども、まあ、医師ですね。それから、呼吸ケアとか集中治療とかの、まあ、専門のトレーニングを積んだ、まあ、スペシャリストの看護師であるところの認定看護師。今、こちらにシーナさんも認定看護師なんですけれども、こういう呼吸に関するスペシャリストの看護師。それから市長ですね。で、理学療法士。まあ、うちの場合、歯科医師入ってもらってます。理学療法士。まあ、そういった方たちからなる、人たちからなる多職チームが RST で、この RST がこの一般症で送還されている患者さんに、まあ、介入をするということになります。Vâng, thế thì ở các khoa bệnh thông thường ấy thì nếu như mà các khoa mà thường xuyên chăm sóc bệnh nhân nặng thì không nói làm gì, họ sẽ có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên ở các khoa thông thường thì có rất là nhiều ca bệnh mà họ sẽ cần phải có sự hỗ trợ của một cái nhóm khá là đặc biệt và có kiến thức về chăm sóc bệnh nhân thở máy. Chính vì vậy mà cái nhóm RST này ra đời trong đó với mục đích là để hỗ trợ cho các ca mà thở máy tại các khoa bệnh thông thường. Trong đó thì bác sĩ thì là sẽ là bác sĩ về hồi sức ạ. Điều dưỡng viên sẽ là điều dưỡng sẽ là người mà điều dưỡng được học về chuyên khoa về hô hấp ạ. Ví dụ như là chị Sina lần này sang công tác cùng với tôi là chị là điều dưỡng chuyên khoa về hô hấp ạ. Chăm sóc bệnh nhân hô hấp tức là chuyện học chuyên về thở máy ạ. Thế thì ngoài chị ra sẽ còn có điều dưỡng trưởng của một số khoa phòng nào đó hoặc là kỹ thuật viên lâm sàng. Em xin lỗi, đây không phải kỹ thuật viên lâm sàng đâu ạ. Đây là kỹ sư y sinh ạ, tức là kỹ sư lâm sàng ạ. Có người của phòng y vụ, có bác sĩ nha khoa, có kỹ thuật viên vật lý trị liệu và sẽ là thành viên của cái nhóm RST này để tham gia hỗ trợ cho bệnh nhân thở máy ạ. で、これは RST の活動の流れとなりますが、まあ、相関してですね、48時間以上、1ヶ月以内という方を対象にしています。で、この基準を満たす患者さんについては、
臨床工学技師 ME さんが院内に創刊され一般賞で人工呼吸ついてる人はこれだけの人がいますよっていうのを、リストアップしてくれるので、まあ、基本的にはその患者さん院内で人工呼吸がついてる患者さん全員を対象にしてます。でそれをラウンドメンバーに E メールで連絡し、毎週木曜日の14時から、その開診をしております。Ở đây thì cái bước hoạt động, tức là cái bước để chúng tôi lựa chọn bệnh nhân cũng như là tiến hành các hoạt động hỗ trợ của cái nhóm RST này là sẽ theo bước là xác định xem là bệnh nhân có đủ điều kiện để thực hiện hay không. Ở Nhật Bản thì cái cách mà tính cái chi phí y tế nó sẽ giá dịch vụ y tế nó khác so với Việt Nam, tức là ở bên Nhật là sẽ cộng là mỗi một kỹ thuật bao nhiêu điểm, xong sau đó họ sẽ đếm điểm để tính ra cái chi phí giá dịch vụ y tế ạ. Thì ở đây là chúng tôi sẽ tính cái giá dịch vụ y tế là cái thời gian sau khi mà bệnh nhân thở máy từ 48 tiếng cho đến 1 tháng, tức là những bệnh nhân mà đủ điều kiện đấy là chúng tôi sẽ đưa vào cái nhóm cần hỗ trợ. Và kỹ thuật viên lâm sàng, các anh chị sửa lại giúp em đấy là kỹ sư lâm sàng ạ. Kỹ sư lâm sàng là người ta được học cả về y lẫn học về máy ạ. Thì những người này họ sẽ tiến hành lựa chọn bệnh nhân và gửi thông báo cho các thành viên trong nhóm RST bằng thư điện tử và gửi theo thứ tự để sắp xếp. Xong sau đó thì họ sẽ liên lạc với điều dưỡng trưởng của cái khu buồng bệnh đó để đánh thứ tự. Và cái nhóm RST này họ sẽ tiến hành là vào thứ năm hàng tuần thì họ sẽ đi buồng những cái khoa mà có bệnh nhân thở máy ạ. Để 1 ヶ月以上経ってしまうと、対象の基準から外れるんですけど、1ヶ月以上経っても呼吸器を外すことができない困った症例であって、主治医の先生からもうしばらく介入してくれというふうに依頼があった場合は介入しています。Vâng, ở đây thì mọi người thấy là với cái tiêu chuẩn để mà tính giá dịch vụ y tế là từ 48 tiếng thở máy sau 48 tiếng cho đến 1 tháng ạ. Thì với những trường hợp bệnh nhân thở máy trên 1 tháng, nếu như mà chúng tôi nhận được yêu cầu, tức là nhóm RST này nhận được yêu cầu từ bác sĩ điều trị, tức là từ bác sĩ phụ trách bệnh nhân, thì nhóm RST này vẫn đến để hỗ trợ cho cái bệnh nhân đó. Để, これは、そのラウンドを行った後で、他職種の人が、リコメンデーションを書く、記載する紙ですね。で、まあ、このパートは患者さんの基本情報が入ります。氏名、年齢、ID、病名、そういった基本情報が入って、まあ、ここは病歴ですね。で、このパートは、人工呼吸器の設定とか、血液検査線とか、レントゲンとか、まあ、医師が書くパートになります。Vâng, đây là một cái bản mà sau khi mà cái nhóm chăm sóc hô hấp này, tức là nhóm RST này họ đi buồng, thì họ sẽ đưa ra một cái kế hoạch chăm sóc về hô hấp cho bệnh nhân. Trong đó thì cái phần trên sẽ là cái kế hoạch liên quan tới chăm sóc hô hấp. Đây là những thông tin của bệnh nhân cũng như là tình trạng hiện nay của bệnh nhân. Còn ở bên dưới là cái ghi chép liên quan tới chăm sóc hô hấp, tức là của do nhóm RST họ ghi ạ. このパートはですね、看護師さんが書くコメントを書くパートになります。でコメントを書くなりチェックをして最後にシグネーチャーサインをここにするわけですけど、看護師さんは RST のラウンドに行って何をしているのかっていうことをちょっと細かいですけど順に説明したいと思います。まず、送管チューブの深さを確認していますね。ここで送管チューブの深さを確認しているで、それから骨盤チューブの固定、チューブのテープ固定が適切にいっているか、バイトブロックが適切に使用されているか、まあ、そのテープによって皮膚障害が起こっていないか、下腹圧が適切に、管理されているか、こういったことをチェックします。Vâng, cái phiếu vừa rồi là cái phiếu do bác sĩ ghi, còn cái phiếu này là phiếu do điều dưỡng và kỹ sư lâm sàng họ ghi ạ. Ở đây thì cái phiếu của điều dưỡng ấy, khi mà điều dưỡng họ đi cái nhóm RST, điều dưỡng trong cái nhóm RST này họ đi buồng thì họ sẽ ghi những cái gì, họ kiểm tra những cái gì ạ. Ở đây tôi sẽ giải thích từng mục một. Ví dụ như đầu tiên thì là họ sẽ kiểm tra xem là cái ống nội khí quản có được quản lý phù hợp hay không. Ví dụ như là kiểm tra xem là cái độ sâu của cái ống nội khí quản này là bao nhiêu.
cố định cái ống nội khí quản này có chắc chắn hay không, có phù hợp hay không, hay là cái băng dính để cố định cái ống nội khí quản này đã được đã sử dụng phù hợp hay chưa, thì đấy là những cái mà điều dưỡng khi của nhóm khi mà họ đi họ sẽ kiểm tra và họ sẽ hướng dẫn ạ. この 3番 ですね、意識レベル鎮痛鎮静体管理こういったものが適切に行われているか、例えば過鎮静になっていないか、非常に過鎮静になっていないか、過鎮静はバックのリスクになりますし、あとは抑制が不適切で、その例えば抑制がされてなくて手が十分に伸びていて自己爆管の可能性があるとか、あるいはそのすごく抑制がしすぎていて ということもあるかもしれない。抑制が適切になっているかとか、あとギャッチアップの角度ですね。30度以上のギャッチアップの角度がバップの予防のために必要になってくるわけですけど、その角度を測定して15度しかギャッチアップされてません。そういう観察をします。 Vâng, hoặc là thứ hai nữa là liên quan tới dấu hiệu sinh tồn ạ. Cái màn hình theo dõi dấu hiệu sinh tồn, ví dụ như là trên cái màn hình đấy nó có những cái hiển thị không đúng chẳng hạn, nhưng cũng không thấy các bạn mà chăm sóc bệnh nhân, các bạn ý chỉnh sửa, các bạn ý điều chỉnh, hoặc là các bạn ý theo dõi những cái đấy, thì đấy là những cái điểm mà sau này điều dưỡng họ sẽ chỉ ra cho điều dưỡng tại khoa. Hoặc là ví dụ như là với cái mục thứ ba là liên quan tới vấn đề về ý thức, mức độ ý thức của bệnh nhân, tư thế, quản lý tư thế của bệnh nhân hay là quản lý thuốc an thần ạ, thì sẽ kiểm tra luôn xem là giảm đau, tức là thuốc giảm đau, em xin lỗi, an thần có cho quá liều an thần hay không, hay là những cái dây buộc của bệnh nhân đấy có buộc phù hợp hay không, thì đấy là những cái mà điều dưỡng sẽ chỉ ra. それから人工呼吸管理を行っていく上での安全対策が十分取られているかというのも看護師さんのチェックポイントになってまして、具体的にはジャクソンリースですね。ジャクソンリースがちゃんとそのベッドサイドに使える状態で整備されているかというのをこれを確実にチェックします。で、昨日こちらのICUを佐治から ICUと総合ICUと見せていただいたんですけど、 ジャクソンリースというもの自体が、装備されていませんでした。で、ジャクソンリースの話をするとちょっと長くなるんですけど、アンビューバックとは違って、潰れた肺をピープを手でかけることによって膨らませる働きがあるので、人工呼吸管理中急激に酸素化が悪くなるということがしばしばあるんですけど、その多くは痰が詰まることによる無気肺か、 あるいはギャッチアップされてないことによる無気肺か、いずれにしても無気肺であることが多く、その低酸素状態を改善するためには潰れた無気肺を広げて、あるいは詰まっている痰を取ってあげることが重要なんですけど、その時に非常に重要なものがジャクソンリースになります。で、こちらの病院でもジャクソンリースを 人工呼吸器管理をやっている患者さんのところには、備える、 で使い方に習熟するということを強く推奨します。 Vâng, sang đến một cái mục thứ tư nữa là liên quan tới vấn đề giải pháp an toàn ạ. Ở đây thì nói về cái này thì có thể là nó hơi dài một chút, nhưng tôi xin chia sẻ là tại Nhật Bản thì với những bệnh nhân mà thở máy, bao giờ chúng tôi cũng bố trí một cái phổi giả. Cái phổi giả này là sẽ bố trí cùng với cái máy thở để đề phòng trong những trường hợp bệnh nhân thở máy mà bệnh nhân thiếu oxy. Khi mà bệnh nhân thiếu oxy như vậy thì có thể sử dụng cái phổi giả này để bóp cho bệnh nhân được luôn. Và ngày hôm qua khi mà tôi đi ở dưới hồi sức ngoại thì tôi thấy tất cả các máy thở đều không có cái phổi giả này. Cái phổi giả này tên tiếng Anh nó ghi là Jackson Wrist đấy ạ. Thế thì cái phổi giả này ấy, nó khác so với cái bóng ambu của mình, là cái phổi giả đấy nó có thể tạo píp được luôn. Tức là nếu như trong trường hợp mà với những trường hợp bệnh nhân mà người ta khó thở, thì lúc bây giờ cần kiểm tra xem là bệnh nhân là do đờm người ta nhiều quá, cho nên là cần phải hút đờm, hay là bệnh nhân bị xẹp phổi, nên là bệnh nhân thiếu oxy. Thì những cái trường hợp đấy là những trường hợp mà sẽ cần phải cái phổi giả đó, sử dụng ngay cái phổi giả đó để có thể cảm nhận được, biết luôn được là bệnh nhân đang thiếu oxy. Và khi thế, khi mà sử dụng cái phổi giả đó thì có thể biết được luôn ạ. Và có thể là bệnh nhân, tình trạng oxy của bệnh nhân có thể cải thiện được luôn. Chứ còn với cái bóng ambu thì nó không có cái píp đấy, nên là sẽ rất khó. Tôi thì hôm qua khi mà tôi đi ở dưới hồi sức ngoại thì tôi thấy là không có, tất cả các máy thở đều không có cái phổi giả đấy.
thì tôi không biết là hiện nay ở Việt Nam mình không dùng hay là như thế nào, nhưng tôi thì tôi làm ICU tôi thấy là nên có cái phổi giả đấy, thì lúc bây giờ sẽ trong những trường hợp mà bệnh nhân cần phải có sự hỗ trợ khẩn cấp thì lúc bây giờ có thể đáp ứng được luôn ạ. で、最終的に、アドバイスをする内容について、ここに、アドバイスの内容を書いて、 Vâng, đến cái mục thứ năm là những cái nội dung tư vấn và hướng dẫn ạ. Ở đây thì khi mà điều dưỡng đi xong, đi buồng xong thì lúc bây giờ sẽ đưa những cái tư vấn đối với lại các anh chị điều dưỡng đang quản lý bệnh nhân thở máy đó. Ví dụ như liên quan tới vấn đề quản lý ống nội khí quản hay là vấn đề hút dịch hay là các vấn đề liên quan tới chăm sóc khác ạ. こちらは、理学療法士のパートですね。理学療法士は、関節の拘縮が起こってないかとか、あるいはタイドレナージ、それから昨日も指導したんですけど、胸部を圧迫して、痰を出すのを促進するスクイージングですね。まあ、そういったものの指導をするとか、 あるいは呼吸筋の状態を見て、この人呼吸筋が落ちてるからリハビリしましょうねとか、あるいは離床に関する指導ですね。そういったことを担当看護師に対して指導します。 Vâng, ngoài ra thì có một cái bảng liên quan tới kế hoạch chăm sóc hô hấp nhưng dành riêng cho kỹ thuật viên vật lý trị liệu và bác sĩ nha khoa. Ở đây thì khi mà có sự tham gia của kỹ thuật viên vật lý trị liệu đi thì người ta sẽ có thể hỗ trợ và tư vấn luôn cho điều dưỡng cũng như là các anh chị làm ở khoa về chăm sóc bệnh nhân thở máy đó. Biết cách để có thể thay đổi tư thế cho bệnh nhân hay là dẫn lưu tư thế hoặc là một cái hoạt động nữa mà tôi nghĩ là từ trước đến giờ với bệnh nhân thở máy thường là mình vỗ rung, nhưng mà vỗ rung đấy nó cũng không hiệu quả bằng một cái cách nữa là cái cách mà ép đẩy để thoát đờm cho bệnh nhân. Thì đấy là những cái kỹ thuật liên quan tới vật lý trị liệu, liên quan tới phục hồi chức năng mà chỉ có kỹ thuật viên vật lý trị liệu người ta mới có thể hướng dẫn được thôi. Thì tôi nghĩ là khi mà đi buồng thì bản thân những cái người mà của phục hồi chức năng người ta sẽ tư vấn được cho mình rất nhiều. まあ、我々NCGMではあえてこのチームに歯科の先生に入っていただいてるんですが、まあ、歯科の先生には、まあ、口腔内の乾燥ですね、それから保湿が適切に行われているのか、まあ、それは口腔ケアが適切に行われているのかというのを見ていただいております。で、口腔ケアは、バックバンドル10項目の中でもすごく重要な、ものでありまして、 まあ、そこを、お口のプロである、舌の先生に評価して指導していただいているということになります。 Vâng, ngoài ra thì cái nhóm RST này ở bên NCGM thì nó hơi đặc thù một chút, tức là chúng tôi có thành viên là gọi là bác sĩ răng hàm mặt nhưng mà là ngoại ạ. Bác sĩ răng hàm mặt này cũng tham gia vào với nhóm bởi vì là rất nhiều bệnh nhân mà bệnh nhân thở máy thì họ bị loét miệng hoặc là họ có vấn đề về chảy máu hoặc là niêm mạc miệng có vấn đề thì những hoặc là viêm miệng thì tất cả những cái bệnh nhân này là sẽ sau khi mà bác sĩ nha khoa họ đi cùng với nhóm thì họ sẽ đưa ra những cái tư vấn hoặc nếu bệnh nhân đó nếu mà trong trường hợp cần thiết phải điều trị thì bác sĩ nha khoa họ sẽ đưa ra những cái chỉ định luôn đối với những bệnh nhân này. Mọi người cũng biết là trong cái gói dự phòng VAP ấy, thì một trong những cái mục rất là quan trọng đấy là chăm sóc răng miệng ạ. Chính vì vậy mà nếu có sự tham gia của những người liên quan tới chuyên khoa răng hàm mặt thì nó sẽ hiệu quả. これは実際に RST ラウンドを行っている風景になります。 で、多職種で行くので、場合によっては、まあ、リンクナースが3、4人いることもあって、場合によっては10人近い人数になったりするんですけれども、例えば、これはですね、医師とMEまあ、医師が、まあ、患者さんにお話を聞いて診察しているところですね。これも診察しているところです。で、これは、設定とかですね、人工呼吸器の設定とか、アラームを見て、 まあ、どんなアラームが鳴っているのかっていうのをまあ見てるところですね。これ看護師さんがまあリハビリとか会議管理がうまくいってるのかっていうのをまあ評価しているところ。これは歯科の先生がまあ口腔ケアが上手にできているかっていうのをまあ評価しているところです。 Vâng, đây là một số những cái hình ảnh liên quan tới hoạt động đi buồng của nhóm RST ạ.
Trong đó thì các anh chị sẽ nhìn thấy từ cái bức ảnh bên trái, trên bên trên cùng bên trái ạ, là bác sĩ đang khám cho bệnh nhân ạ. Và một số những cái ảnh khác cũng là bác sĩ đang khám. Đến cái ảnh mà đang sờ vào cái máy thở ấy, là đang kiểm tra lại xem đang kiểm tra xem là chế độ cài đặt máy thở của bệnh nhân này đã phù hợp hay chưa, để có thể đưa ra những cái tư vấn. Ngoài ra thì có hai hình ảnh, là một hình ảnh điều dưỡng đang cho bệnh nhân rời giường, từ giường sang ghế, và một hình ảnh là bác sĩ răng hàm mặt đang kiểm tra răng của bệnh nhân ạ. で、ここからは、僕らの RST の、まあ、活動内容について、まあ、軽く説明したいと思います。で、こちらのグラフは、2012年から、直近までの件数、介入件数ですね。で、もっと簡単に年度別にまとめたものはこれですけど、よく見て分かる通り、どんどんどんどん件数が減っています。で、これは活動が縮小しているということにもなりますが、なんで減っているのかというと、ICU において抜管してもう一般床に送還している患者をできるだけ、上げないという活動を、僕は ICU の担当でもありますので、この10年間やってきて、まあ、その効果が出て、RST で活動しなくちゃ、介入しなくちゃいけない患者数を減らしている効果が出ているというグラフになります。Vâng, đây là một số hoạt động của hoạt động thực tế của nhóm RST tính từ thời điểm tháng 11 năm 2012 cho đến tháng 3 năm 2022. Và các anh chị cũng thấy là chúng tôi chia theo tức là chia theo tháng và chia theo tháng ạ. Còn cái biểu đồ bên biểu đồ cột cuối cùng bên phải là chia theo năm. Mọi người nhìn ở đây thì sẽ thấy là cái tỷ lệ, tức là cái số lần đi buồng của những năm gần đây là giảm rất là nhiều ạ. Lý do không phải là số lần đi buồng của các của cái nhóm này giảm, mà là vì là chúng tôi cố gắng để giảm cái số lượng bệnh nhân đang còn thở máy chuyển về các khoa thông thường ạ. Trong những năm mà tôi làm trưởng khoa, trưởng đơn vị ICU thì cố gắng là tất cả những bệnh nhân mà ra khỏi ICU sẽ là được rút ống rồi. Xong sau đó thì bệnh nhân không thở máy nữa và mới chuyển về các khoa. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để trong cái thời gian ngắn nhất sẽ rút ống nội khí quản và không cho bệnh nhân thở máy nữa. Xong sau đó mới chuyển về khoa bệnh thông thường. これはあの一般病棟で人工呼吸器を行われている患者さんってどんな診療科の人、どんな患者さんが多いのかっていうことを示したものです。で、4分の1は、やっぱり呼吸器に病気を持つ人が、呼吸器内科の患者さんが4分の1で、例えば COPD であるとか、間質性肺炎とか、肺炎の治った後とか、まあ、そういったことで引き続き人工呼吸管理が必要な人、それが4分の1になっています。Vâng, ở đây thì chúng tôi có chia ra là các chuyên khoa nào là những cái chuyên khoa mà có nhiều bệnh nhân thở máy nhất mà chúng tôi đã đi buồng. Trong đó thì các anh chị có thể nhìn thấy là gần như là 1/4 của những cái ca này là ca nội hô hấp ạ. Để 次に多いのが、まあ、この2つ合わせてですけれども、やっぱり神経系の患者さんですね。脳神経外科ですとか神経内科で神経系の疾患を持っている患者さんで、まあ、意識レベルも悪くみたいな、そういう方が、一般症で抜管することがなかなか難しく、継続的に人工呼吸管理を続けているという割合では、呼吸器について神経系が2番目ということです。Vâng, với những trường hợp là bệnh nhân mà nội hô hấp này chủ yếu là những bệnh nhân liên quan tới suy hấp hoặc là viêm phổi hoặc là hội chứng suy hấp cấp tiến triển. Thế còn ngoài ra có một tỷ lệ khá là lớn, đấy là tỷ lệ bệnh nhân mà vẫn đang thở máy tại khoa phẫu thuật thần kinh và khoa nội thần kinh ạ. Thì những cái bệnh nhân này là cũng chiếm, tức là cộng hải cả hai khoa vào, nó sẽ chiếm tầm khoảng gần 20% của số của những cái ca mà chúng tôi đã từng đi buồng ạ. Để... もうこれ最後のネタです、話題ですけれども、RST では院内に向けてですね、勉強会を行っております。で、前はこうやって講義室で実際の人工呼吸器を前にして講義したり、こういったレクチャーが多かったんですけど、やっぱこのコロナ禍でですね、こういった集まって行う形式の講義ができなくなって、この3年間は、オンラインで講義をやってます。で、です。
Vâng, ở đây là một cái tôi giới thiệu thêm một cái hoạt động của cái nhóm RST ạ. Cái nhóm RST này sẽ tổ chức định kỳ đào tạo một tháng một lần cho những cái khoa cho các đơn vị hoặc là bản thân nhóm, họ sẽ đưa ra lựa chọn những cái chủ đề để có thể đào tạo cho các khoa phòng. Trước đây thì chúng tôi sẽ là tập hợp mọi người lại tại một cái phòng nào đó, xong sau đó tiến hành đào tạo tại chỗ và đào tạo tập trung. Tuy nhiên thì do mấy năm gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid nên là chúng tôi không tập trung nữa mà đào tạo chuyển sang đào tạo theo hình thức online, trực tuyến để cho mọi người có thể tham, các khoa có thể tham gia được.呼吸に関するマニュアル、院内のマニュアルを作っております。で、このマニュアルに書かれていることは、これちょっと日本語で読めないのですいません。院内で採用されている人工呼吸器の取扱いに関するマニュアル、それから口腔ケアであるとか、気道管理、その他、およそ人工呼吸に関わるほとんど全てのことに関するマニュアルを毎年作って更新しております。 Vâng ạ, ngoài ra thì một cái một trong những cái nhiệm vụ của cái nhóm RST này là ở đây không phải hướng dẫn quản lý hô hấp đâu ạ, mà đây là xây dựng cái quy trình về quản lý chăm sóc hô hấp ạ. Và cái menu do cái nhóm RST này họ sẽ đưa ra, trong đó bao gồm cả những cái hoạt động, những cái nội dung liên quan tới hướng dẫn về sử dụng máy thở, hướng dẫn về chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc hô hấp. Hoặc là liên quan cả những cả tới những cái cách xử lý trong trường hợp mà có đèn cảnh báo hoặc là trong trường hợp chuyển chế độ tức là chuyển các mốt của máy thở ạ. Để, これ最後のスライドになりますけれども、まとめますと、この RST は本当は主治医が介入してくださいと申し込んで、それに対して介入するという形式なんでしょうけど、そうではなくて、相関されている患者さんには全員介入しています。で、呼吸に関するさまざまなことに関して、教育と指導を行っているということで、もう活動を始めて10年目になるんですけれども、院内でも評価されているというものです。Vâng, đây là cái slide cuối cùng của tôi liên quan tới cái luận về nhóm RST ạ. Thật ra thì cái mô hình về nhóm chăm sóc bệnh nhân thở máy, tức là nhóm hỗ trợ chăm sóc cho bệnh nhân thở máy, gọi tắt là RST, thì cái nhóm này nó phù hợp, nhưng mà mình sẽ phải xây dựng theo tức là theo cái điều kiện của từng cái cơ sở y tế. Trong đó thì như tại trung tâm ECGM Nhật Bản của chúng tôi, thì cái nhóm này là nhóm chúng tôi xây dựng bắt buộc để có thể can thiệp cho những trường hợp là bệnh nhân thở máy tại bệnh viện. Và cái nhóm này họ có vai trò rất là quan trọng trong việc quản lý bệnh nhân thở máy cũng như là đào tạo cho các đối tượng có liên quan ạ, đồng thời là đưa ra các ý kiến cũng như là xây dựng các tiêu chuẩn và xây dựng các cẩm nang ạ. Vâng, đây là một phần giới thiệu của tôi liên quan tới cái mô hình mà hiện nay Nhật Bản đang áp dụng ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị ạ.